Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả Hôm nay mời đại chúng lắng nghe Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Quang Minh Biến Chiếu phần tiếp theo Chúng ta còn nhớ Đức Thế Tôn Tán tháng cao quý Đức Vương Bồ Tát Lời tán tháng của Đức Thế Tôn vừa xong Thì lúc bấy giờ Ở giữa hư không bao la Trong đại chúng thấy có ánh sáng lớn chiếu đến ánh sáng này chẳng phải xanh chẳng phải vàng chẳng phải đỏ chẳng phải trắng mà chúng ta lại thấy hình như có xanh có vàng có đỏ có trắng đó là ánh sáng gì nó không nó không có bóng đỡ lại mà chỉ là ánh sáng viên mãn tròn đầy ánh sáng này từ đâu đến nó là cái gì thưa lực quý vị lúc bây giờ văn thù sư lợi Bạch hỏi Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn đây là ánh sáng gì Từ đâu mà sôi đến Thì thưa quý vị lúc bây giờ Thế Tôn là yên lặng Rồi tiếp theo Thì Ca uh, Diếp Bồ Tát lại hỏi Văn Thù Sư Lợi Rằng ánh sáng này từ đâu mà chiếu đến Văn Thù Sư Lợi cũng yên lặng Lần lượt tới 500 vị Bồ Tát hỏi như vậy và cuối cùng đều không có một lời đáp. Ở trong bối cảnh ấy, lúc bây giờ Đức Thơ Tôn hỏi Văn thù sư lợi. Duyên có gì trong đại chúng đây có ánh sáng này? Và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời rằng Bạch Đức Thơ Tôn Ánh sáng này gọi là Là trí tuệ Trí tuệ chính là thường trụ mà Pháp thường trụ thì không có nhân duyên. Sao Đức Thơ Tôn lại hối duyên cớ gì có ánh sáng này? Trên tinh thần của Đệ Nhất Nghĩa Đế, Đức Thơ Tôn thường hay sử dụng âm thanh và ánh sáng để làm Phật sự. Trong một tình huống nào đó, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt được ý nghĩa siêu việt thì phải dùng ánh sáng để người trí chiêm nghiệm Mã trực ngộ. Cũng như vậy thưa liệu quý vị, ánh sáng ở đây không phải xanh, không vàng, không đỏ, không trắng mà hình như có xanh vàng đỏ trắng. Ánh sáng tròn đầy vi diệu đó được ví như là ánh sáng trí tuệ. Không có bất cứ vật nào khuất bởi trí tuệ. Một khi trí tuệ hiện tiền, biến mãn, biến tri tuyệt đối ở trong cảnh giới đó, thì tất cả sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng của trí tuệ. Không có bất cứ vật gì ngăn chặn được trí tuệ. Bởi vậy cho nên chúng ta tu tập ở trong giới định tuệ, chúng ta sẽ tiếp cận được ánh sáng màu nhiệm này đây chính là ánh sáng bao nhiễm là ánh sáng thường trụ là ánh sáng tự tâm của tất cả hữu tình và việc của chúng ta tu tập là trở lại sống được với ánh sáng trí tuệ thường trụ này ở đời chúng ta thấy mắt chúng ta nhìn thấy sách thì mắt và sách nó trợ duyên lẫn nhau cho nên thức mới khởi được cũng giống như hai ngọn lâu dựa vào nhau như thế này mới đứng còn một cái mất đi thì cái kia phải ngã xuống nó cũng như vậy các pháp trợ duyên với nhau từ đó mà sinh ra duyên khởi trùng trùng này chúng ta thấy tưởng chừng như nó độc lập nhưng thực sự mà nói hiện tượng tồn tại của nó là một chuỗi dài nhân duyên trùng trùng ví dụ như chúng ta đang tồn tại ở đây mỗi sát na thời gian trong một khoảng thời gian tức tắc cơ thể chúng ta rõ ràng là một cái tổ hợp trùng trùng duyên khởi nó nương tựa cái pháp này pháp kia chẳng hạn như nương tựa vào hơi thở nương tựa vào hơi ấm nếu cơ thể này mà không còn hơi thở không còn hơi ấm thì tất nhiên nó không có được tiếp nối duy trì nữa Giải thì ở đây cũng vậy, vạn pháp ở đời tất cả đều do duyên sinh mà trí tuệ siêu việt thường trụ kia thì nó không có hoàn toàn lệ thuộc vào nhân và duyên giờ đây thế tôn hỏi ánh sáng này nhân nào duyên nào mà chiếu ra mà phát sáng thì làm sao có thể miêu tả được ý của bồ tát văn thù miêu tả trình bày lên thế tôn là như vậy và liền khi đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại đưa ra một loạt những thí dụ nữa để trình lên Thế Tôn rằng Bạch Đức Thế Tôn ánh sáng này gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn thời gọi là Thường Trụ mà Pháp Thường Trụ thì chẳng từ nhân duyên sao Đức Phật lại hỏi nhân duyên gì mà có ánh sáng này sao đức phật lại hối duyên cơ gì mà có ánh sáng này niết bàn phải bỏ hết tất cả các vọng duyên sinh diệt sống một đời sống bất phóng vật đặc biệt là thực hiện cái phép quán vô thường đã đạt đến chỗ ly nhiễm tuyệt đối đó chính là niết bàn niết bàn nó là pháp thường trụ là cái pháp xưa nay vốn như vậy chỉ cần rời khối vọng tưởng điên đảo đình chỉ vọng tưởng thì đạt đến diệt tận định từ cơ sở diệt tận định dùng trí tuệ mà sôi sáng vạn vật pháp vô lậu a la hán sẽ xuất hiện ở đó gọi là là niết bàn chúng ta cho một thí dụ niết bàn là gì chúng ta có thể nói rằng Niết Bàn là một trạng thái vắng lặng tất cả mọi khổ đau. Người có trí thì tự biết rằng sau khi đau khổ đã không còn có thể là tồn tại nữa thì tất nhiên chúng ta đồng nghĩa với với một đời sống hạnh phúc tuyệt đối. Còn hạnh phúc của chúng ta hiện tại đây là hạnh phúc do nhân duyên sinh. Nếu như không đủ nhân duyên đem đến hạnh phúc nữa thì chúng ta lại tiếp cận khổ đầu còn niết bàn là một hạnh phúc thường trú cho nên ở đây mới nói rằng nó không nhân duyên bởi vì nếu như lợi thuộc nhân duyên mà nhân duyên là pháp vô thường pháp vô thường đã biến đổi thì làm sao có hạnh phúc được cho nên ở đây chúng ta thấy đại niết bàn chính là thường trụ mà thường trụ không phải nhân duyên ánh sáng này nó cũng như vậy ánh sáng này chính là như lai như Lai chính là thường trụ. Pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên, sao Đức Như Lai, Đức Phật lại hối lã là, là duyên cớ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch lên Đức Thế Tôn, lời hỏi cũng tức là sự trả lời. Rõ ràng ở đây, cái pháp thường trụ là cái pháp không bao giờ nó xuất phát từ nhân duyên sinh. Mà đã là không phải nhân duyên, thì sao có thể hối duyên cớ gì có ánh sáng này bạch đức thế tôn ánh sáng này gọi là đại từ đại bi đại từ đại bi gọi là thường trụ thừa pháp thường trụ chẳng phải từ nhân duyên sao đức phật lại hỏi duyên cớ ánh sáng này chính là niệm phật niệm phật là thường trụ pháp thường trụ chẳng từ nhân duyên sao đức phật lại hỏi duyên cớ chúng ta thấy đó ánh sáng này chính là là niệm phật tâm mình niệm niệm sáng ngời trong hồng danh của phật đến chỗ nhất như thường trụ hay còn gọi là nhất tâm bất loạn thì lúc bây giờ tất cả vạn pháp thanh tịnh nó sẽ lưu xuất và pháp đó là pháp thương trụ là cái pháp vốn sẵn có chứ không phải chúng ta tìm cầu ở đâu xa, ở đâu xa cả nó không phải do nhân duyên sanh nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng dĩ huyễn độ chân thành ra người niệm phật không thấy mình niệm niệm phật và cũng chẳng thấy phật được mình niệm 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 cho đến nhất tâm bất loạn như vậy thì chúng ta xem nó không phải vì nhân vì duyên mà không phải vì nhân duyên sao đức như lai gọi là hối là duyên cớ lại ánh sáng này là đạo bất động của tất cả thanh văn duyên giác đạo bất cộng là thường trụ bất cộng là thường trụ bất cộng là gì ví dụ như sáu giác quan chúng ta tiếp xúc với sáu ngoại cảnh mắt tiếp xúc màu sắc tai tiếp xúc âm thanh nôm na sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó và sinh ra sáu thức đây gọi là sáu căn sáu trần sáu thức căn trần thức gom lại chúng ta gọi là 18 lĩnh vực mà 18 lĩnh vực này chi phối tâm thức của chúng ta. Tất cả thế giới nhân sinh quan, vũ trụ quan này không ngoài căn trần và thức. Nó chi phối đời sống tâm thức của chúng ta. Và một khi chúng ta bị nó chi phối và chúng ta sống với nó, đó gọi là thập bát cộng pháp. Còn bất cộng là sao? Bất cộng là ra ngoài. Ra ngoài. không nằm trong phạm vi của căn trần và thức. đây chính là gì? đây chính là đạo bất cộng của thanh văn duyên giác. các bậc thanh văn duyên giác đến chỗ này chính là là những vị a la hán là là những đức phật độc giác mới thành tựu được đạo bất cộng này. và đạo bất cộng này chính là ánh sáng thường trụ. mà pháp thường trụ thì rõ ràng nó chẳng phải từ nhân duyên. sau đức như lai hổ duyên cớ đức phật cũng có nhân duyên, nhân duyên dứt vô minh đặng vô thượng chánh định chánh giác. câu này đức thế tôn cũng có nhân duyên. ví dụ như ở trong cuộc sống sinh diệt, ở trong cái thế giới này, rõ ràng chúng ta tu tập chấm dứt được vô minh, thì chúng ta thành tựu được vô thượng chánh định chánh giác. và thế tôn cũng từng dạy chúng ta hay rằng không có bất cứ sự giác ngộ nào ra ngoài phạm vi thấy và biết. Tức là khi nào tâm chúng ta không thành tựu được khả năng biến mãn biến tri tuyệt đối về tứ thanh đế. Biến mãn biến tri tuyệt đối về mọi cảnh giới thì nơi đó còn có bóng tối vô minh ngự trị đóng tối vô minh còn có ngự trị thì nơi đó còn có chứa đựng vô lượng phiền não đau khổ và trầm luân vậy thì chúng ta làm sao đỡ mã thắp sáng lên ánh sáng trí tuệ thì bóng tối vô minh kia mới chấm dứt cũng giống như là bóng tối ngàn năm một tia sáng cực mạnh được thắp lên được khơi dậy thì tất cả bóng tối kia thấy đều tan biến ở đây cũng như vậy thưa liệu quý vị nhân duyên thành phật đó là ngài đã trừ bỏ được bóng tối vô minh nó vẫn có pháp nhân duyên đàng hoàng nhưng mà một khi thành tựu phật đà sử dụng được cái loại ánh sáng trí tuệ siêu việt ra ngoài nhân duyên đó thì đó chính là là chương đế đó chính là cái cảnh giới siêu việt mà chúng ta không thể nào dùng tâm tưởng để nghĩ bàn cũng giống như vẽ mây nảy trăng chúng ta có thể vẽ mây xung quanh không vẽ mặt trăng mặt trăng tự nảy ra ở trong cảnh này cũng giống như sau khi loại trừ hết vô minh thì tự nhiên ánh sáng trí tuệ sẽ có mặt thưa quý vị những câu trả lời của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi mà cũng tức là đáp và chúng ta thấy chúng ta thật là khó hiểu là một cảnh giới mà chúng ta chưa từng là chứng đắc được làm sao có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả đặc biệt nó là cảnh giới vượt ngoài ngôn ngữ thì ngôn ngữ làm sao với tới nổi bởi lẽ nó là cảnh nhất như để nhất nghĩa Vì thế mà Đức Thế Tôn muốn khai thị pháp yếu cho chúng ta trong cái cõi tục đế trầm luân này. Thành ra Đức Thế Tôn hối văn thù sư lợi như sau. Này văn thù sư lợi, ông nay ông nên ông chớ nên nhập đệ nhất nghĩa đế mà nên dùng thế đế để giải đáp. Đây là lời của Phật nhắc nhở nhắc nhở Bồ Tát Văn thù sư lợi. Quả thật, ở trong cuộc đời này, chúng ta sống ở trong cái pháp phương tiện giữa thế gian sinh diệt, hướng tới để nhất nghĩa đế. Đó là mục tiêu của chúng ta. Nhưng luận giải tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời là phải dựa vào không gian, thời gian và những sự kiện cá biệt đàng hoàng. Chứ không thể nào phủi bỏ hết tất cả để rồi chúng ta đi vào ở trong một cái trạng thái là chứng đắc chưa được đâu. Vinh thù sư lợi lúc bây giờ mới nói rằng Bạch Đức Thế Tôn từ đây qua phương Đông cách 20.000 hàng hà xa thế giới có cõi bất động chỗ Phật ngự rộng một muôn hai ngàn do biên xin lỗi là do duyên mà chúng ta quen gọi là do tuần đó do duyên Cõi đó toàn thất bảo không có đất đá bằng thẳng ôm dịu không có hầm hố Cây cối toàn bằng bốn chất vàng, bạc, lưu ly, pha lê Trên cây thường có hoa trái Nếu có chúng sanh nào được ngửi mùi thơm của hoa này Thời thăng tâm an vui như nhập để tam thiền nghe lời của Đức Thế Tôn nhắc nhở rằng hãy sử dụng để nhắc nghĩa đế. Xin lỗi, sử dụng thế đế để giải đáp ánh sáng này từ đâu à, phóng tới đây, sôi sáng tới đây. Đành tuệ giác thanh tịnh gần bằng với với Phật ven thù sư lợi Bồ Tát lúc bây giờ lúc bây giờ mới khai thị cho đại chúng thấy rằng từ đây qua phương Đông cách 20 ngàn hành hài xa có cỗi bất động có một cái cỗi phật bất động ở nơi đó cõi đó thuần bằng bảy báu trang nghiêm thanh tịnh như lưu ly cây trái thẳng hàng và nếu có chúng sanh nào ngửi được cái mùi thơm đó thôi thì có thể nhập được đỡ tam thiền chúng ta hiểu rằng tâm chúng ta pháp xã cực yếu thì chúng ta sống trong cảnh cực khổ còn nếu chúng ta thành tựu pháp xã cực mạnh thì chúng ta sẽ an trú trong cảnh cực lạc cực lạc ở trong ba cõi này chính là cảnh tam thiền ở trong tam thiền tâm chúng ta tiếp xúc diệu lạc bồ đề nhưng đi qua cõi trời tứ thiền thì chúng ta hiểu là cái lạc kia cũng bị xả luôn bởi vì tứ thiền xả luôn khổ lẫn lạc thành ra đỡ tam thiền là cảnh giới an lạc nhất ở trong ba cõi mà chỉ cần ngửi được cái mùi thơm của cái quốc độ do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đề cập đến thì tâm của chúng ta cũng có thể đạt đến cái chỗ là an lạc như cõi tam thiền. Bồ Tát còn nói rằng khắp nơi có hai ngàn sông lớn, nước sông đủ tám vị công đức, hay nói là nước tám công đức đó. Nếu có chúng sanh nào tắm ở trong nước đó, thời thân tâm vui vẻ như là nhập đệ nhị thiền. Đệ nhị thiền là gì? Là định sanh hỷ lạc. Cho nên thân nó khinh an tâm nó lạc trú trong sông có nhiều thứ hoa đẹp những hoa xanh vàng đỏ trắng hai bên bờ sông cũng có các thứ hoa thơm đấy sông toàn các, toàn là trái các vàng có những thơm bực bình vàng bạc lưu ly cùng pha lơ nhiều màu nhiều giống chim đẹp bay đậu trên đó lại có vô lượng cọp sói sư tử vân vân các cầm thú ấy xem nhau như con đẻ chúng ta thấy một cảnh tuyệt diệu ở cõi phật chư thiên đức thế tôn bậc giác ngộ và muôn thú sống ở trong cái quốc độ đều huyền từ đều chịu sự cảm hóa của cảm hóa của của, của lòng từ của đức phật mà ngay cả những loài cọp xối sư tử là những loài hung bạo, sát hại, ăn thịt cũng khởi lòng từ và xem nhau như là con đế. Cánh này chúng ta thấy thật là tuyệt diệu. Ví dụ như ở trong Kinh Tạng có nói, Bất cứ ai khi được Đức thế Tôn sai bảo đi làm một việc gì, mà việc đó làm chưa xong, thì không có ai có thể giết được người đó. Và người đó cũng không bao giờ có chuyện lạ chết yếu. Tức là trong cái thời gian mà Thế Tôn sai làm việc gì đó. Cho thần sứ giả như lai trong một cái sứ mệnh ngắn hạn nào đó. Trong khoảng thời gian đó không ai có thể giết được vị đó. Làm sao chúng ta hiểu được cảnh giới đó? Tức là sự chiêu cảm. Sự chiêu cảm. Sự chiêu cảm khiến cho mọi thứ trở nên thanh tịnh, thanh tựu hoặc giả có một người mẹ sinh được đứa con trai yêu quý, chẳng may nó lìa đời, nhớ con, ái nhiễm tới mức lạ, điên loạn. Nhưng đến gần chỗ Phật, thì tự nhiên cái tâm điên loạn đó, nó cũng tỉnh lạnh xuống và nhận ra mọi việc. Làm sao chúng ta hiểu được cái thần lực siêu việt của Phật như thế nào? Đọc ở trong kinh, Chúng ta cứ mường tượng một phần mà thôi Thì ở đây cũng như vậy Ở trong cảnh giới quốc độ này Tại sao một cõi thanh tịnh Lại có cọp sối sư tứ Chúng ta xem Những cảnh giới này Đa phần thường là những cảnh hóa sanh Trong cảnh giới của Phật Các cầm thú ái xem nhau như con đế Ở trong cõi đó Không có những tội ác Cùng hạng nhất diễn đề Khí hậu điều hòa không có lạnh, nóng, đối khác khổ sở, không có tham dục, sân hận, phóng vật tập đố. Chúng ta sống ở trong quốc độ này thật là sung sướng, phải không thưa liệu quý vị? Một cái quốc độ mà khí hậu ôn hòa không có thay đổi khổ sở như cõi của chúng ta. Con người sống trong đó không có lòng tham, không có sự tức giận, không có sự phóng vật theo các điều ác, không có tập đố cuộc đời như vậy thì ai ai cũng an lành ai ai cũng hạnh phúc và sự thật mà nói tâm của chúng ta chúng ta cũng rất muốn mình được như vậy cũng rất muốn xung quanh mình không có tham không có giận không có phóng giật không có tặc đố ai cũng mong ước điều đó nhưng tại sao mình lại không tránh khỏi bởi vì mong ước là một chuyện nhưng mà mình chưa có thực hiện như những gì mình mong ước mình chưa tự thân loại trừ tham giận tật đố ra khỏi lòng của mình thì làm sao mình không có chiêu cảm cái quốc độ này và do vậy mà ở trong tâm chúng ta viễn ly tật đố chúng ta gặp cảnh tật đố chúng ta thấy cũng không có gì là khó chịu lắm đồng ý lý trí của chúng ta nhận ra được hết nhưng mà tâm của chúng ta chưa có từ bỏ được hết cái tật đố ở trong tiềm phục thì trong cái thế giới tiềm phục đó tật đố nó cũng sẽ khởi lên và biến thành những suy nghĩ khiến cho chúng ta nhận lấy một cái thọ khó chịu ở đây kinh còn nói tiếp rằng mặt, ở đó không có mặt trời mặt trăng thời tiết giống như là cõi trời đau lợi nhân dân cõi đó đồng có ánh sáng không có tâm kiêu mạn cũng có thể là cõi trời quan âm Pháp Thư được quý vị cái cõi tam thiền đó đó là cõi trời quan âm tất cả đều là bồ tát đại sĩ đầy đủ thần thông có công đức lớn tôn trọng chánh pháp mến tu đại thừa có đại từ bi thương xót tất cả chúng sinh chúng ta thấy đó công đức của các vị đại bồ tát thành tựu trang nghiêm ở trong công cuộc hành pháp lợi sinh. Cho nên quốc độ tương xứng với tâm của họ là một quốc độ đầy từ bi và đầy đủ công đức thần thông. Hàng ngày làm bạn với các bậc thượng thiện nhân. Những cảnh giới này là những cảnh giới mà chúng ta thấy bất khả tư nghị. Lúc bây giờ Đức Phật ở cõi đó, Đức Đức Phật ở cõi đó hiểu là mãn nguyệt quang minh như lai đầy đủ mười hiệu qua lời trình thưa của bồ tát văn thù sư lợi lên đức thế tôn thích ca mâu ni thì ánh sáng chiếu đến hội chúng ngày hôm nay đó là ánh sáng từ cõi phật tên là mãn nguyệt quang minh như lai có đầy đủ mười hiệu như đón giác ngộ khác lúc đức phật đó thuyết pháp toàn thể chúng sinh ở trong cõi bất động đều được nghe. Cảnh giới này là cảnh giới viên âm. Tâm của chúng ta ở trong sinh diệt, cho nên nghi âm thanh trong điều kiện phải có âm thanh phát ra. Chúng ta không đủ sức nghe ở trong cảnh vô ngôn tịch tỉnh. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Mãn Nguyệt Quang Minh sử dụng ngôn ngữ viên âm tịch tỉnh mà các đại Bồ Tát thì đạt đến trình độ viên âm tịch tỉnh này cho nên ở trong toàn quốc độ đều nghe được cảnh giới này là cảnh giới nó vượt khỏi cái tư duy của chúng ta đó Đức Phật đó vì lưu ly quan Bồ Tát mà giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn đến đoạn Bồ Tát tu hành kinh này thì đều đặng nghe chỗ chánh để nghe đến đây chúng ta thấy nghe câu kinh này toàn tâm của chúng ta chấn động rõ ràng pháp của chư Phật khớ hợp trong mười phương Đức Thích Ca Mâu Ni ở cổ ta bà ô trượt đầy ngũ trượt ác thế này à, đến đoạn cũng phải diễn thuyết đại bác niết bàn tại bồ đề phật quốc có một vị hỏi. chúng tôi rằng chúng còn thấy đại bác Niết bàn bộ kinh khó hiểu có một số người mới đến chùa nghe thời giảng họ không hiểu gì cả và cũng vì lý do đó mà họ quan ngại đến cho nên họ tìm chỗ khác sinh hoạt thưa lộc quý vị chúng tôi trả lời rằng <laughs> không thể nối thấp hơn được bởi vì sao bởi vì Pháp ở tại Bồ Đề Phật Quốc Nó đã được ươm mầm gieo trồng tới trên 10 năm rồi Ban đầu những kiên cơ hạt giống Tiếp cận ánh sáng giáo Pháp Từ những bộ kinh địa tạng Là bộ kinh nhân thừa Rồi dần dần trải qua nhiều bộ kinh Chẳng hạn như là các bộ à, tình độ đầy đủ khích nào là vô lượng thọ, nào là, là kinh A Di Đà, dược sư, là lương hoàng báo sám, từ bi thủy sám pháp, hàng loạt cho đến bộ pháp hoa bộ niết bàn, xin lỗi, bộ pháp hoa rồi bộ gì nữa, rồi bộ và bộ thú lên nghiêm, bộ kim cang, đầy đủ hết. Bên cạnh đó những loại giáo nghĩa của nam bách truyền được biên tập với ngữ hệ Bali, ngữ hệ Sanskrit cũng đều đầy đủ hết. Thì hôm nay phải đi vào trạng thái gặt hái nó, đó chính là Đại Bác Niết Bàn. Tới mùa màng mà không gặt hái, cứ như uống phí. Còn căn cơ nào nếu như không có gieo trồng từ trước thì mình có thể nào là, là hoan hỷ hoặc là tham dự một phần hoặc là có thể là Lượm một ít nào đó có thể lượm được Ở trong cái thứa ruộng công đức màu nhiệm này Chứ không thể nào vì những người chưa gieo hạt Mà chăm sóc họ Để cho mùa màng kia nó rơi rụng Thì điều đó không thể được Ở trong quá trình hành pháp lợi sinh là như vậy thưa lời quý vị Bộ đề Phật Quốc chúng tôi đi với các pháp Như là Đại Pháp Vũ và căn tính chúng ta nếu như yếu kém thì tự mình trưởng dưỡng nó và ai bước lên những cảnh giới nào rồi thì hãy nỗ lực phát huy cho nó rực sáng như nhà chị ở đây cũng như thế chúng ta thấy đức phật ở tại cõi bất động kia ngài cũng giảng kinh đại Bắc niết bàn và cái ánh sáng niết bàn đó chiếu khắp cả mười phương thế giới ở tại quốc độ ta bà à, trung sứ Ấn Độ chúng ta thấy đó Đức Thế Tôn ở tại Ta La Sông Thọ cũng khai thị pháp yếu đại bác niết bàn và chúng ta thấy cảnh nó khác duyên nó khác đối tượng nghe nó khác nhưng mà giáo pháp của Phật thì chư Phật mười phương đều thi triển như vậy như vậy chúng ta thấy đó là cái điều kỳ diệu mà nó như là một sự gặp gỡ ở trong cảnh giác ngộ của chư Phật. Và giáo nghĩa mà chúng ta cần lưu ý đó là gì? Đó là có thể nghe được chỗ chánh để nghe. Nghe những cái điều vô ngôn tịch tỉnh. Nghe những gì mà nó vượt khỏi âm thanh và ánh sáng Lưu Ly Quang Bồ Tát lúc bây giờ gạn hối Đức Phật mãn nguyệt quang minh rằng như tại đây cao đức quý uh, cao quý Đức Vương Bồ Tát vừa hối Đức như lai giống nhau không khác. Chúng ta thấy đó tức là hai vị Bồ Tát cũng uh, cao uh, gọi là Lưu ly Quang Bồ Tát hối Đức Phật mãn nguyệt quang minh như lai. Thì ở cửa của chúng ta có Bồ Tát cao đức quý cao quý Đức Vương bạch hội đức thức ca như lai cùng một nghĩa cùng một thế loại đức mãn nguyệt quang minh như lai bảo lưu ly quang bồ tát rằng phương tây của cõi bất động này tức là cõi của chúng ta đây cách hai mươi hàng hài xa phật độ có cõi ta bà cõi ấy đầy những đất đá gai trong hầm hố gò nóng thường có những khổ và đối khác lạnh nóng. Nhân dân cõi ta bà chẳng biết cung kính sa môn bà la môn, chẳng có biết cung kính cha mẹ sư trưởng, phần nhiều tham đắm phi pháp tà pháp, chẳng tin chánh pháp, thỏa mạng của họ ngắn ngủi. Chúng ta thấy câu kinh này quá thật, nêu đầy đủ về y báo thô trượt khổ đau của hữu tình tại cổ ta tạ bà là quốc độ của chúng ta đây. Với những biểu hiện rất là rõ ràng, thường hay khởi tâm bất kính với sa môn bà la môn. Một vị sa môn bà la môn nào có nỗ lực tu tập chừng nào đi nữa thì vẫn khởi tâm là sôi mối tập đố để nêu ra một cái gì đó không vừa ý của mình chứ chưa hẳn gì nó sai chánh pháp thì cũng đủ đỡ cho người ta sinh tâm bất kính đây là một điều rất lạ kỳ nghề nhỏ chúng tôi hành đạo cứ nghĩ rằng nỗ lực làm tất cả mọi việc cho mình hoàn thiện và mình sẽ không có đón nhận một số cái ngôn từ thị phi tật đố nhưng nào người đâu chúng ta hoàn thiện mình tới chỗ là không còn gì hoàn thiện trong lĩnh vực đó nữa và hoàn thiện một cách xuất sắc thì cái sự tật đố và khía cạnh khác nó vẫn sinh ra như vậy rõ ràng cái gốc của tật đố không phải từ việc của người làm mà từ trong tâm của người tật đố một khi tật đố đã khởi lên rồi thì nó chiêu cảm rất nhiều nghiệp tật đố và đưa đến phát biểu hành động tương ứng với tâm tật đố đó cho nên chúng ta học theo hạnh giải thoát của phật chăm chú vào những gì mình làm nếu như nó là chánh pháp thì cố gắng mà làm đừng để cho sự tật đố chi phối suy nghĩ của mình. Nếu như ai bị chi phối, tất nhiên chúng ta sẽ tự bỏ mất công đức và chúng ta vẫn có đầy đủ lý do để chúng ta từ chối công đức. Nhưng chúng ta từ chối công đức thì chúng ta tự mất mà thôi. Và chúng ta thấy rằng ở trong quốc độ này phần nhiều chúng sanh tham đắm phi pháp, tà pháp. Có đúng như vậy không thưa liệu quý vị? phi pháp tà pháp thì xây xưa nỗ lực làm ngày làm đêm còn chánh pháp dụng tâm tu tập một chút thì lơ là mệt mỏi và đủ thứ lý do cần nhiều điều kiện mới có thể là thực hành trong chút ít rồi chánh tin chánh pháp pháp của như la như vậy như vậy được mấy người tin chứ có ai mà nỗ lực học tập hiếu ra rồi mới tin còn nếu như tin một cái chuông chuông như vậy Thì cũng dễ dàng bị thối thất mà thôi Thỏa mãn của họ thường ngán ngúi Có phải như vậy không thưa liệu quý vị Cổ chúng ta Đội chừng 80 trăm năm So với các quốc độ khác Thì cực kỳ ngán ngắn ngúi Và nó, nó nó, nó đối diện với quá nhiều thứ Là rình rập nguy hiểm nữa Lại có nhiều kẻ gian trá à, Có nhiều kẻ gian trá Bị chánh quyền trừng phạt cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chánh quyền lúc nào cũng trúng nha nhưng mà thật sự có gian trá cho nên mới lâm nạn mà thôi còn nếu như mà không có không có gian trá mà vẫn cứ lâm nạn thì điều này á đó không phải là chánh quyền mà đó là gì đó là sự vu chụp mà thôi cho nên điều này cái câu kinh này chúng ta cũng phải cẩn thận không khéo là nó rơi vào những cái cái tình trạng mà mà tuyên truyền chính trị điều này không nên Dầu đã có nước để cai trị Nhưng vua quan chẳng biết Vừa đủ Mà lại sanh lòng tham Kéo binh đánh chiếm nước khác Làm cho những người vô tội Lại lại chết oan à, Chúng ta thấy Cái nạn đau binh Ở trên thế giới này Từ xưa tới bây giờ Thời quốc Phật cũng vậy phải không Chẳng hạn như vua A xà thế mắc cái lỗi hại cha mình đến chết như vậy mà không thấy không sám hối khi sám hối rồi quy ngưỡng phật rồi vậy mà cũng còn muốn khởi binh để mà đánh chiếm vua à, đánh đánh chiếm nước của vua ba tư này và kết quả thì sao bị vua ba tư nặc đánh bại và bắt sống tại trận vua ba tư nặc giết a xà thế Đến trình diện Phật Và nói rằng bà Đức Thế Tôn Lẽ ra con giết Cái vị vua này Nhưng mà Vì đây là con trai của bạn con Đó là vua Tần Bà Sa La Cho nên thôi Con tha về nước Xin Đức Thế Tôn từ bi chứng giám cho cái việc này Chúng ta thấy Là một vị Phật giác ngộ Chứng kiến cảnh đao binh Chém giết vớ vẩn như vậy Để làm gì nhưng mà trong quốc độ chúng ta là như vậy Các nhà lãnh đạo Thực hành những điều phi pháp như vậy Nên tứ thiên vương Các thiên thần không hoan hỷ Thường gián tai họa Hạn hán Bảo lục mất mùa đối khác Nhân dân nhiều bệnh Vô lượng sự khổ não Ở đây chúng ta hiểu rằng Là các vị tứ thiên vương này Cũng không phải Đến các vị tạo ác đâu không có một vị thiên thần nào tạo ác hết cả nhưng chúng ta nên khéo hiểu câu này tức là họ không phò trì chúng ta và dĩ nhiên cái nghiệp của chúng ta như thế nào thì nó chiêu cảm quả báo như vậy nhưng nếu như được sự phò trì được sự gia hộ che chở của các vị thiện thần thiên thần thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều cũng giống như chúng ta sống trong một cảnh đối khắc cơ hàng mà có người giàu sang phú quý họ thương tưởng cái khả năng tinh tấn cần mẫn muốn vượt khó của chúng ta mà họ giúp đỡ cho chúng ta thì chắc hẳn chúng ta sẽ đỡ khổ phần nào nên ngược lại họ thấy chúng ta như vậy họ khổ như vậy nhưng mà họ ghét bỏ họ không có muốn gần gũi mình khổ mặt sức của mình thì cái khổ chúng ta thật là khó khăn để mà vượt qua phải không thưa liệu quý vị Cõi ta bà uh, có có rất nhiều uh, Đức Phật bên kia Đức Phật ở quốc độ phương Đông đó nói rằng là cõi ta bà kia có Phật hiệu là thích ca mâu ni đầy đủ mười hiệu hiện ở thành câu Thi trong trong rừng ta la sông thọ vì đại chúng diễn thuyết kinh đại niết bàn hiện có bồ tát tên là quang minh biến chiếu cao quý đức vương đã đem việc này hối đức thích ca mâu ni nay Đức Phật đó đang giải đáp ông nên mau mau qua đó à, và sẽ được nghe. Chúng ta thấy cũng thật lạ, kỳ diệu và kỳ lạ. Kỳ diệu là các quốc độ trong mười phương thế giới đến ngày hôm nay khoa học chúng ta đang tìm kiếm. Còn kỳ lạ là tại sao à, Bồ Tát Hối mà Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai không giải đáp lại chỉ cho cái nơi mà có thể giải đáp được đó là hãy đến ở phương tây và nơi đó là là quốc độ ta bà đức thích ca mâu ni ở tại rừng ta la đang khai thị pháp yếu này hãy nên đến nơi đó sẽ có câu trả lời chúng ta thấy chúng ta thấy thật là kỳ diệu và từ đây chúng ta cũng có thể hiểu rằng là chư phật mười phương cũng có thể là vì dẫn dắt hữu tình ở trong vô lượng thế giới mà trợ duyên lẫn nhau nếu như ở một cái quốc độ sung sướng đầy đủ như cõi phật bất động kia thì liệu các vị bồ tát có tinh tấn hay không có đủ mạnh tinh tấn hay không chỉ bằng giới thiệu đến cõi ta bà của chúng ta các vị bồ tát thấy cái cõi này nó nhọc nhằn khổ cực muốn tu tập mà cực kỳ khó khăn bao nhiêu thứ chướng ngại thì may ra mới có thể là tác động hơn, tinh tấn hơn, và trợ duyên lành hơn thì sao? Bồ Tát Lưu Ly Quang lúc bây giờ mới bạch Thế Tôn rằng: Vâng, lời Đức Phật mãn, vâng lời Đức Phật mãn Nguyệt Quang Minh cùng tám muôn bốn ngàn đại Bồ Tát và họ sắp đến cõi của cổ ta bà. Câu này là câu của ai? Là câu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trình lên Đức Thế Tôn. Bồ Tát Vinh Thù Sư Lợi ý nói rằng Bạch Đức Thế Tôn lưu ly quan Bồ Tát văn lời Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cùng 8 muôn bốn ngàn vĩ đại Bồ Tát sắp đến nơi đây. Do nhân duyên này nên hiện điểm phóng ánh sáng đây là có duyên cớ mà có ánh sáng này. Đến ngang đây chúng ta mới hiểu rõ ràng tại rừng Ta La Sông Thọ trong bối cảnh Đức Thế Tôn Niết Bàn khai thị pháp yếu đại bác Niết Bàn và ánh sáng mâu nhiệm chiếu đến các hội chúng đều yên lặng tại sao các vị thanh văn không thấu hiểu nổi đây cũng là điểm mà chúng ta lưu ý như kinh tạng nguyên thủy có nêu lại câu chuyện Đại Mục Kiền Liên và Đại Trí Xá lễ Phất Hai vị cũng có cái hiểu biết giới hạn Chẳng hạn như mẹ của tôn giả một Kiền Liên chết thác sanh vào đâu Tôn giả không tìm kiếm được Tại vì mẹ của ông, mẹ của tôn giả Đọa vào một cái địa ngục thật là xa với quốc độ này Mà ánh sáng mặt trời cũng không chiếu tới nổi Do vậy cho nên Đức Thế Tôn khai thị Chỉ nơi chỗ Bồ Tát à, à, Gọi là Đại Mục Kiền Liên Mới có thể là đến cứu mẹ của mình được Cũng như vậy Có một vị xuất gia Mà Đại trí sát lợi Phật tìm kiếm nhân duyên Không thấy vị này có lợi lạc gì Thành tựu gì trong Pháp Nhưng khi xuất gia theo, theo Phật thì lúc bây giờ 7 ngày sau có thể chứng A-la-hán Qua đó đủ thấy rằng Vừa không gian Và vừa thời gian vô tám dạng đại kiếp Và không gian vượt khỏi ánh sáng mặt trời Thì thần thông và trí tuệ của các bậc thanh văn Không có thể là biến mạng biến tri một cách đầy đủ Cho nên làm sao họ có thể hiểu được là ánh sáng ở một cái cõi Phật thật xa Và đó là cõi bất động mà có bao nhiêu vị đại Bồ Tát vâng lời của Phật Bất Động kia đến ở tại ta bà thế giới này đến lãnh hội Pháp Yếu Đại Bác Niết Bàn. Chúng ta cũng có thể liên tưởng tới cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nếu đọc đoạn kinh này mà hiểu đoạn kinh này rồi thì việc của chúng ta từ nhà đến Bồ Đề Phật Quốc để mà nghe kinh Đại Bác Niết Bàn không có gì gọi là khó khăn. Nếu khó khăn là do tâm chúng ta nó sinh quá nhiều khó khăn mà thôi. Còn nghĩ tất cảnh của chư đại Bồ Tát cầu cái pháp yếu giác ngộ mà các ngài còn ở một cái quốc độ xa tới 20.000 do tuần lại có thể là đến ở quốc độ này để mà tìm học giáo pháp giác ngộ. Cho nên cầu chúng ta có thể kết luận rằng những ai khác ngưỡng chánh pháp những ai xá thân hộ trì chánh pháp tất người ấy sẽ nhanh chóng thành tựu chánh pháp mà chánh pháp đó là gì là quả niết bàn rực sáng là quả vô thượng bồ đề mà chúng ta nhanh chóng tiếp cận và khi đại bồ tát các ngài đi như vậy ánh sáng từ quốc độ như vậy nó chiếu đến chiếu đến đó là câu trả lời cho hội chúng mà 500 Bồ Tát ở tại à, quốc độ của chúng ta à, không có thể hiếu được ánh sáng từ đầu đến. Lúc đó, Lưu Ly Quang Bồ Tát cùng 8 muôn 4 ngàn đại Bồ Tát mang theo các thứ phan lộng, hương hoa chuỗi ngọc, nhiều thứ kỹ nhạc đồng đến rừng Ta La nơi thành câu thi na. Đầu mặt lễ chân Phật đem đồ cúng dường dâng lên cung kính đi nhiễu bên hữu ba vòng rồi ngồi qua một bên lúc bây giờ đức phật thích ca mâu hỏi lưu ly quang bồ tát rằng ông vì à, ông vì đến mà lại hay vì chẳng đến mà lại chúng ta hiếu đạo lý này như thế nào Ông vì đến mà lại Hay vì chẳng đến mà lại Một cách hối như vậy Đôi khi chúng ta không hiểu là hối cái gì Chúng ta hãy xem Bồ Tát Lưu Ly trả lời như thế nào Bạch Đức Thế Tôn Đến cũng chẳng lại Chẳng đến cũng chẳng lại Tôi quan sát nghĩa này Đều không có lại các hành pháp đều là thường cũng chẳng lại Xin các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại Nếu chúng sanh có tánh thời có lại chẳng lại Nay tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh Thời đâu lại có cùng chẳng lại Người có kiêu mạng thời thấy có đi có lại Người không kiêu mạng thời không thấy có đi có lại Người có chấp lấy tạo tác Thời thấy có đi có lại Người không chấp lấy tạo tác thời thấy không có đi có lại nếu thái như lai rút réo nhập niết bàn thời có đi có lại người chẳng thái như lai nhập niết bàn thời không có đi không có lại chúng ta hiểu hai đoạn kinh vừa rồi như thế nào đi như chưa từng đến vượt biến khổ bao la sao gọi là đi như chưa từng đến bởi vì đi đến mà đi thôi chúng ta hành thiền tứ trên là hành từ hành thiền minh sát cũng vậy ngồi thiền đó là ngồi ngồi không có mong cầu mình đạt đến cái gì hoặc là chứng đắc cái gì và đứng đó là mình mình cũng là đứng mà thôi đi cũng là đi và nằm cũng là nằm chỉ vậy thôi và tất cả đều nằm trong cái sự giám sát của trí tuệ đó gọi là minh sát tuệ trong tứ oai nghi và tâm nó không vọng cầu một pháp gì ở trong tương lai và cứ sống tự nhiên nhất như như vậy tự nó sẽ khớp hợp với sự tĩnh lặng tuyệt đối thành ra ở đây chúng ta thấy trong cái nghĩa để nhắc các pháp bất sinh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm thì sao gọi là có đến có đi có sinh có diệt chúng tôi trước đây có nêu cho các vị nhớ Ví dụ như một đám cháy mà chúng ta dùng chữ là ngọn lửa lan tràn. Chúng ta nhìn xem một miếng rác gẹp cái duyên nóng lên thì hỏa nhiệt phát sinh và lửa bừng cháy. Nó bừng cháy, nó lụi tàn ngay tức khắc ngang đó. Và chúng ta thấy rằng miếng lá bên cạnh bắt cái duyên nóng này mà miếng lá nó tự cháy lên rồi đã tự lụi tàn và nó sinh chỗ đó nó diệt chỗ đó nó không có khứ không có lai và từ cảnh không khứ không lai này sinh diệt chỉ là do áo giác đôi mắt chúng ta nhìn cái tánh nắm của lửa bốc cháy và đỡ lại cho là cái tánh đất sự thiên lệch của nó như vậy nó sinh sinh diệt diệt Và từ đó mà chúng ta thấy hình như lửa lan tràn từ chỗ này sang chỗ kia. Nhưng thực sự mà nói lửa Bắc Sinh duyên khởi như thế nó hiện ra tác dụng như thế. Nếu như đạt đến chỗ định lực nhất như thì tứ đại bình đẳng. Đặc tính của tứ đại bình đẳng nó chỉ diễn ra ở trong thiền định mà thôi. Bởi vì khi tâm chúng ta hướng tới sự thiền định hướng tới định thì bốn đại sẽ dẫn tới chỗ bình đẳng và điều kỳ diệu ở trong trạng thái bốn đại bình đẳng là gì là người ấy nước không thể cuốn trôi lửa không thể nào đốt cháy bởi vì sao bởi vì bốn đại trong tự thân của họ là một khối bình đẳng cho nên lửa nhiều hơn nó không có tác động lửa trong tứ đại nhiều hơn mà lửa tứ đại không có nhiều hơn thì nó không sinh diệt không sinh diệt được thì nó không thể nào bốc cháy đó chính là những cảnh giới mà các vị a la hán có vị họ sử dụng thần lực của họ hiện lên hư không đi lại biểu hiện 18 tướng thần biến họ diệt độ trong hư không và tất cả tan hoại cũng giống như là một cái mảnh vỡ của phi thuyền rơi vào trong khí quyển và nó sẽ tan hoại trong khí quyển Có những vị chọn cách Niết bàn kỳ diệu như vậy Thưa liệu quý vị Tại sao các ngài làm được điều đó Bởi vì các ngài ở trong Định tam muội Và các ngài dùng cái hóa quan tam muội đó Để mà Để mà Hủy đi tất cả Hủy đi tất cả bốn đại Bốn đại nó mất đi Thì nó tan vào trong hư không là phong đại nó tan vào trong hư không, hư không đến như hư không tận cùng của hư không nó tan vào đâu? nó tan vào trong thức, cho nên không vô biên xứ, thức vô biên xứ nó là những cảnh giới được diễn ra như vậy. cho nên ở đây chúng ta thấy những cảnh này chúng ta chiêm nghiệm sâu xa thì chúng ta mới thấy rằng không có đến không có đi và trong tất cả các các điều đó thì không có còn là tham là sân là si là kiêu mạn nữa. Còn nếu như chúng ta thấy rằng có thấy Như Lai nhập Niết Bàn thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy có đến có đi. Người chẳng thấy Như Lai nhập Niết Bàn Thời không thấy có đến có đi. Người chẳng nghe Phật tánh thời thấy có đến có đi. Người chẳng nghe Phật à, người nghe được, hiểu được Phật tánh thì không thấy có đến có đi nữa. Nếu thấy hàng thanh ven bích chi Phật có Niết Bàn thì người ấy sẽ thấy có đến có đi. Còn người chẳng thấy hàng thanh ven bích chi Phật có niết bàn thời không thấy có đến có đi nếu người thấy hàng thanh văn bích chi phật là thường lạc ngã tịnh thời thấy có đến có đi còn nếu không thấy à, nếu mà người không thấy thời không có đến không có đi nếu thấy như lai không có thường lạc ngã tịnh thời có đến có đi còn thấy như lai là thường lạc ngã tịnh thời không có đến không có đi bạch đức thế tôn xin để việc đó lại, nay tôi có chỗ muốn hối, mong Đức Phật thương xót cho phép. Và chúng ta vâng lời Bồ Tát trình lên Đức Thế Tôn. Cho nên những cái nghĩa lý sâu thẳm như vậy, chúng ta xin đỡ lại giải thích vào một phần sau. Và giờ đây nghe lời hối, lời trình thưa của Bồ Tát Lưu Ly, Phật mới nói rằng này Thiện Nam Tử, giờ đây phải lúc tùy ý ông hỏi ta sẽ giải đáp cho ông vì chư Phật khó gặp như hoa ưu đàm bác pháp cũng khó được nghe trong 12 bộ kinh à, bộ kinh bộ phương đẳng đại thừa lại khó hơn vì thế nên phải chuyên tâm lắng lầm nghe và lãnh thọ lưu liên quan bồ tát lúc bây giờ bạch phật rằng bạch đức thế tôn đó nào là Đại Bồ Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn được nghe chỗ chẳng nghe? Đây là một pháp yếu mà chúng ta thấy mười phương chư Phật đều khai thị, mười phương chư Bồ Tát đều cầu thị và chúng ta mong được khai thị ở trong lần tới. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta dừng ngang đây. Phật hiện thân ở đời, như hoa Đàm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời